Với tâm tình tri ân và cảm tạ hồng ân Chúa ban, các tân chức hôm nay muốn bày tỏ tâm tình tri ân và ghi ơn mọi người đã góp phần hình thành nên con người, cuộc đời và ơn gọi của các tân chức. Kính mời một tân chức đại diện bày tỏ tâm tình tri ân. Trọng kính đức cha Giuse, kính thưa cha giám tỉnh, quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây hay đang tham dự thánh lễ truyền chức qua các phương tiện truyền thông của hội dòng. Trong niềm hân hoan được trở thành linh mục và phó tế của Chúa, chúng con xin dâng khen và tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài đã thúc bách chúng con. Chính tình yêu này đã đồng hành và trợ lực cho chúng con trong suốt những năm dài tu học. Và chắc chắn tình yêu này cũng đồng hành với chúng con trong sứ vụ truyền giáo sắp tới. Trọng kính đức cha Giuse, giám mục giáo phận Long Xuyên, con xin thay lời cho quý anh em tân chức bày tỏ đôi tâm tình tri ân đến đức cha. Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng con rất vui mừng được đức cha đến chủ sự thánh lễ và đặt tay truyền chức linh mục và phó tế cho anh em chúng con, để chúng con có thể sống tinh thần phục vụ và sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho giáo hội. Kính thưa đức cha, may mắn thay, hai trong bốn tân chức linh mục hôm nay là con chiên của đức cha. Chúng con đã được đôi lần tiếp xúc với đức cha và chúng con đều có cùng cảm nhận đức cha là một mục tử giàu tình cảm, hiền lành và dễ mến. Khi còn là một linh mục, đức cha luôn quan tâm đến những mầm non ơn gọi và sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Và hôm nay, dù bối cảnh dịch bệnh khó lường, nhưng đức cha vẫn không quản ngại hy sinh đến chủ tế thánh lễ phong chức cho chúng con, để làm cho niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Chúng con xin hết lòng tri ân đức cha. Chúng con xin tri ân cha giám tỉnh, quý cha trong hội đồng tỉnh dòng, quý cha trong ban đào tạo, quý cha và quý thầy trong tỉnh dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam. Quý cha và quý thầy đã yêu thương đón nhận chúng con vào gia đình Ngôi Lời, để chúng con được sống mầu nhiệm Ngôi Lời và được chia sẻ sứ vụ của Ngôi Lời. Hơn nữa, quý cha và quý thầy đã dày công dạy dỗ, hướng dẫn chúng con trong thời gian thụ huấn. Dẫu là chúng con vẫn mang trong mình sự bất toàn và yếu đuối của phận người, nhưng quý cha và quý thầy vẫn luôn yêu thương, đón nhận và nâng đỡ chúng con như chúng con là. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và trợ giúp chúng con trong sứ vụ sắp tới. Chúng con xin hết lòng tri ân quý bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Vì tình thương mến, quý vị đã hiện diện trong thánh lễ truyền chức hôm nay để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho chúng con và hội dòng. Chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là những người tội lỗi, bé nhỏ về đức hạnh, thấp kém về tài năng, được chọn chỉ vì được Thiên Chúa thương xót, nên chúng con rất cần sự trợ giúp thiêng liêng từ lời cầu nguyện và sự nâng đỡ huynh đệ của mọi thành phần dân Chúa, để ước nguyện trở thành người phục vụ như Chúa hằng mong ước. Nguyện xin Thiên Chúa tuân đổ nhiều ơn lành và thưởng công xứng đáng
với những gì quý vị đã dành cho chúng con. Chúng con cũng xin hết lòng tri ân cha Francisco Xavier, quản sứ giáo xứ Phú Trung, hai cha phó quý chức trong hội đồng mục vụ và ca đoàn AV của giáo xứ Phú Trung. Quý cha và quý vị đã tạo mọi điều kiện tốt nhất và tận tình giúp đỡ để cho thánh lễ truyền chức của chúng con được diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng trong ngôi thánh đường xinh đẹp này. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý cha và quý vị. Xin chúc cho giáo xứ ngày một thăng tiến theo thánh ý Chúa. Và giờ đây, chúng con có đôi lời thân thưa cùng cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Kính thưa cha mẹ, anh chị em trong gia đình, cùng quý vị, anh chị em đang hiện diện hay hiệp thông với chúng con qua phương tiện truyền thông của nhà dòng, những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Kính thưa cha mẹ, làm sao chúng con có thể kể hết công đức sinh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã dành cho chúng con? Những dòng sữa thương yêu, những thấp thỏm lo âu và đợi chờ, cũng như những ngày tháng dằn đằng đẵng trong kinh nguyện, với ước mong duy nhất chúng con có thể trung thành và vững bước trong đời sống thánh hiến. Hôm nay đây, chúng con hân hoan khoác vào mình phẩm phục linh mục và phó tế. Nỗi lo của cha mẹ dành cho chúng con vẫn không hề vơi cạn. Chẳng ai vui sướng gì khi phải lo lắng cho con cái trong tuổi xế chiều. Nhưng cha mẹ lại hạnh phúc, lại vui sướng khi được lo lắng cho chúng con. Chúng con không biết nói lời gì ngoài việc ngắm nhìn và lặng lẽ suy tư, như là cách cảm nhận trọn vẹn vị ngọt ngào của tình cha mẹ dành cho chúng con. Xin cho chúng con khắc ghi tình yêu này trong cõi lòng và ước nguyện một đời sẽ mang theo. Chúng em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã thay mặt chúng em chăm sóc trong cha mẹ vì hiếu vì tình, để chúng em được an tâm tu luyện và thi hành sứ vụ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho cha mẹ và các anh chị. Trọng kính Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Dù hôm nay chúng con có thể cởi bỏ chiếc áo đời thường mà khoác vào phẩm phục thánh, nhưng chắc chắn chúng con khó lòng cởi bỏ tất cả bản tính yếu đuối của phận người, vốn dĩ mỏng giòn và yếu đuối. Bởi vậy, chúng con kính xin Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Xin nhận nơi chúng con lòng tri ân chân thành và biết ơn sâu thẳm. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức cha, cha giám tỉnh bó hoa tươi tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của chúng con.